Vâng ạ. Chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của em StarCode. Vâng, em là Nam, nhân viên kỹ thuật. Thì đến với ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người backup cái PC Linux của mình lên trên thiết bị NAS thông qua cái phần mềm đó chính là Active Backup for Business. Vâng, được khá là nhiều anh em có hỏi trên webinar ở tuần vừa rồi. Vâng, thì để anh chị có thể xem lại những cái webinar và những cái giải pháp về thiết bị NAS, vâng, thì anh chị có thể lên trên kênh của em StarCode và nhấn cái nút đăng ký đó để chúng ta có thể xem tất cả các video về giải pháp cũng coi là những cái video về hướng dẫn sử dụng và sử dụng những cái ứng dụng khác nhau. Vâng, chào đến cái buổi chính ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cái backup dữ liệu nguyên cả một PC Linux lên thiết bị NAS của mình. Vâng, thì mọi người cũng đã biết ấy, là cái phiên bản 6.2.4 vào thời điểm gần đây nhất thì nó vẫn chưa hỗ trợ cho mình, đó chính là việc đó chính là backup PC Linux. Nó chỉ có backup PC Win cho nền tảng Windows thôi, chứ nó không có PC Linux. Thì đến với phiên bản 7 chấm và phiên bản 6.2.4 version 2 thì nó sẽ tích hợp cho mình cái Active Backup for Business này ở phiên bản 2.2.1 để giúp chúng ta tối ưu hóa hơn một số chỗ. Thì để tối ưu hóa phát sinh ra mới những cái gì thì em đã viết một cái bài viết, thì anh chị có thể lên trang của em StarCode hoặc là có đường link phía dưới á, thì anh chị có thể kết vào đó cho anh chị có xem những cái độ mới của nó. Vâng ạ. Thì ở cái version này nó sẽ chủ yếu nó về tối ưu hóa cái dung lượng để backup cái PC của anh chị lên thôi, chứ cũng không có thay đổi gì nhiều. Thì đầu tiên là chúng ta thấy là diện mạo hoàn toàn mới. Và ở cái phiên bản này thì diện mạo hoàn toàn mới. Vậy cái đấy là giao diện nè, icon cái ứng dụng nè, vân vân. Thì bên cạnh đó ở Active Backup for Business này nó sẽ cho chúng ta một cái backup một cái nền tảng mới, đó chính là Linux, bổ sung thêm. Thì để backup được cái Linux máy tính Linux của mình thì đầu tiên chúng ta phải có một con Linux đã. Vâng, thì ở đây em có demo cho mọi người xem, đây là con Ubuntu. Vâng, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người backup cái con này. Thì vâng, đầu tiên là anh chị có đăng nhập vào Ubuntu. Vâng, tiếp theo đó là chúng ta có thể tải cái Active Backup for Business. Bình thường là anh chị có thể tải cái Active Backup for Business này đúng không ạ? Trên cái đây, em cho mọi người xem cho nó chi tiết. Thì anh chị có thể vào trang synology.com, vào cái phần download center. Thế đây để cho chúng ta chọn cái thiết bị NAS của mình nè. Tiếp theo là chọn cái model. Thì tùy vào thuộc của cái model thôi, nhưng mà sử dụng cái model chính của mình. Đây ạ. Thì ở cái phần mà Desktop Unix đây, nó sẽ cho chúng ta những cái ứng dụng nào có thể cài đặt cái trên máy mình. Vâng, nó cũng hỗ trợ hai nền tảng, đầu tiên là Windows và Linux, mà thì có thể hoặc là MacBook. Vâng, tùy theo ứng dụng. Đây ạ. Thì anh chị có thể có tải cái gói này là Synology Active Backup for Business and Go. Chúng ta kết vào download. Ở đây nó sẽ có bốn cái phiên bản chính. Đầu tiên là Windows 32 bit và Windows 69, 64 bit. Tiếp theo nữa nó có Linux 64 bit và một cái hỗ trợ cho dev với một cái gọi hỗ trợ cho RPM. Vâng, thì tùy thuộc vào trong cái ứng dụng mà sử dụng thì mình có thể chọn hai cái gói này để mình cài đặt. Vâng, thì hiện tại em đã tải xong rồi. Để cho tránh mất cái thời gian của
mình à, thao tác thì em đã tải xong rồi đây ạ. À, em đã tải xong rồi, cái phiên bản này là phiên bản 5.0. Vâng. Vâng, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải giải nán tất cái thư mục này. Vào cách vào terminal. Đầu tiên là anh em phải mở được cái thư mục mà đang chứa cái file này. Em nói ví dụ khi chúng ta tải về thì mặc định nó sẽ vào download, thì tùy thuộc vào cái vùng chứa thôi. Anh chị có thể CD vào đó. Thì ở đây em CD vào download bởi vì em đang lưu trú trên trên folder download. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải giải nán cái thư mục này thông qua cái lệnh là đó chính là exit. Vâng, thì cái unzip sao ở đây thì hiện tại là em chỉ có một cái thư mục đó là Synology thôi, thì em có thể sử dụng cái này. Còn ví dụ như anh chị có nhiều cái thư mục nó tên Synology á, nó có tên là Synology thì anh chị phải gõ nguyên bản của nó luôn nha. Rồi cứ yes để cho nó giải nán ạ. Vâng, khi giải nán thành công rồi á, nó sẽ có cho chúng ta hai cái tệp. Đầu tiên là readme và tiếp theo là install.run. Và để cái ứng dụng này được cài đặt á, thì chúng ta sử dụng cái tệp đó chính là install.run. Thì thông qua cái lệnh này, đầu tiên là anh chị dùng sudo này chấm xịt theo cái file tệp này, install.run chấm run. Rồi nó sẽ hỏi bắt buộc có máy là Ubuntu anh chị. Rồi trong thời gian này mình đợi cho khi nào nó cài đặt thành công, thì cái gói mà nó đã được cài đặt thành công á, thì chúng ta sử dụng cái lệnh này để connect với NAS của mình thông qua cái lệnh này sudo apt-like -c. C ở đây viết tắt là từ connect. Vâng, ở đây nó hỏi chúng ta cái địa chỉ DNS server, địa chỉ address của mình, IP address của mình này. Thì ở đây để qua được cái IP address đó, thì anh chị có thể vào kubernetes. À, chúng ta xem cái địa chỉ IP của thiết bị NAS của mình. Vâng, ở đây em xem nó 192.168.1.147. Vâng, 192.168.1.147. Vâng, tiếp theo là chúng ta sử dụng user nào để chúng ta sử dụng ấn định cái user nào để chúng ta thực hiện cái tác vụ này. Vâng, thì mặc định sẽ là user admin chúng ta sẽ có quyền, còn nếu mà anh chị muốn cấp quyền cho một cái user nào đó để sử dụng cái task backup này á, thì anh chị có việc cấp quyền ở trên này luôn nha. Trên cái apt for backup for business này, anh chị có bằng user này và anh chị cấp cho nó có quyền. Em nói ví dụ đây application đây, để anh chị có thể cấp quyền trực tiếp cho này là cho user đó luôn. À, ở đây em có ví dụ như user admin và giỏ bắt buộc. Tiếp theo là nó bắt chúng ta xác thực thì chúng ta có vấn z z rồi thì nó sẽ Connect. Đó, đây là Connect thành công rồi. Vâng, và kèm theo nữa là em sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái lệnh để nó show ra toàn bộ cái lệnh để giúp chúng ta xem chúng ta sử dụng được những cái lệnh nào, thay đổi nào. Thì để chúng ta xem những cái tất cả những cái lệnh á, thì chúng ta sử dụng lệnh sudo apt-like.
thì nó ở đây nó sẽ show ra toàn bộ cái lệnh chúng ta có thể sử dụng, và C là connect này, R là có thể reload lại này, chữ L là log out này. Vâng, tùy thuộc vào trong chúng ta sau này chúng ta có quyền edit vào trong này á, thì chúng ta có thể sử dụng những cái lệnh này. Vâng, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ quay lại trở lại cái T4 Backup for Business này, thì chúng ta đã thấy hiện rồi đúng không ạ? Chúng ta thấy một máy tính mình đã đang được một con Linux đã được add thành công vào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tạo cho nó cái task list để chúng ta backup. Restart là ở đây cái demo để connect thôi ạ. Thì những cái cơ chế này nó hoạt động như thế nào và những cái dấu tích đó nó có giúp cho mình hoạt động như thế nào thì anh chị có thể xem trực tiếp trên các buổi hướng dẫn ở lần trước, anh chị có thể xem như nó. Vâng, ở đây thì anh chị chọn lịch thôi. Vâng, thì hiện tại cái demo em vẫn cứ nét cho mình ha, và cuối cùng có thể là chọn proxy, chọn phiên bản lưu trữ thì anh chị có quan tâm và có muốn sử dụng cái lịch này. Thì vấn đề cái lịch này á, nó sẽ giúp cho chúng ta tối ưu hóa hơn cái chỗ, có nghĩa là ngày nào nó chúng ta không cần, chúng ta chỉ cần setup một lần thôi thì cái lịch này nó sẽ theo chúng ta mãi mãi. Lịch này nó có rất là hay, thì nó sẽ lưu theo vòng xoắn ốc, nó sẽ giúp chúng ta đỡ tốn dung lượng lâu về già. Còn hiện tại là em vẫn cứ nói cả. Tiếp theo là cấp user sử dụng. Cuối cùng là nói anh chị cái nói cho em, thì có những các vấn đề tiếp này, các bài viết em đã viết sẵn cho mọi người á, và thì anh chị có thể xem trực tiếp vào đó nhé. Đây, đang có rình này, đang bắt cấp, anh chị để trả lời. Tùy thuộc vào trong dung lượng và cái đường truyền của mình, còn có việc mà restore lại cái thiết bị này nó như thế nào thì em hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Và thì em sẽ hẹn cho mọi người ở clip tiếp theo để chúng ta có thể restore. Restore cái này nó sẽ có hai cách nha. Sẽ có hai cách và nhiều cái môi trường khác nhau. Đầu tiên là chúng ta có thể restore theo cái dạng đó chính là dữ liệu và môi trường đã có sẵn, hoặc là chúng ta có thể restore trên một cái môi trường hoàn toàn mới, làm mình build một cái máy hoàn toàn mới luôn á, thì mình có thể restore trực tiếp trên cái máy đó thông qua cái gì, thông qua có thể thông qua USB hoặc là thông qua cái đĩa. Và thì để tạo được cái USB boot này đó thì em đã có cái clip hướng dẫn việc trong cái việc này rồi. Vâng, thì để demo trong cái việc đó chính là restore cái máy này, cái Linux này, thì em sẽ hướng dẫn sau cho mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Vâng, hoặc ngoài ra nó còn có thể restore trên nhiều cái nền tảng, ví dụ như một là trên NAS này, trên NAS thông qua cái thằng VMware, hay là thông qua cái những các môi trường, ví dụ như là AST hoặc là Hyper-V, này là khá là lợi cho chúng ta. Vâng, thì có lẽ buổi chia sẻ và hướng dẫn của em đến là hết. Gặp mọi người ở buổi sau ha. Chào mọi người.